Monday, thứ hai. Hello hello mọi người, hôm nay là thứ hai đầu tuần nên là tụi mình có tiết chào cờ ở dưới sân và bây giờ cũng là giờ ra chơi luôn. Chiều nay thì mình có tiết kiểm tra giữa kỳ môn địa, rất là nhiều bài đúng không mọi người, học tận 6 bài luận, cả trắc nghiệm với tự luận luôn nên là cũng hơi khó nên là phải học nhiều lắm. Vừa xong hai tiết toán thì mình được thay đồ ra và mình vẫn đang học địa học toán luôn nè mọi người. Đi ăn thôi, mình đói quá. Yay, và sau 5 tiết buổi sáng chưa ăn sáng và mình đã được đi ăn trưa rồi nè. Hôm nay mình ăn cơm xíu mại sốt cà với cả là cái bánh này nè, cũng ngon. 2 hours later. Vì hôm nay mình quá là thiếu sức sống nên là mình không quay gì hết, mình đi ngủ luôn. Đi một bàn cùng chúng mình nha. Yay, tới chiều thì mình có năng lượng lại rồi tại vì Phương Linh bao mình cá viên chiên nè mọi người, rất là ngon luôn. Mời mọi người ăn cùng mình nha. Cập nhật tình hình sau khi thi môn địa thì mình không ổn tí nào. Ý là nó cũng bình thường đi, nhưng mà ý là nó cũng không có ổn quá, mình cũng không biết gọi sao nữa. Tụi mình vừa mới ăn xong và lên lớp. Và bây giờ tụi mình học xong tiết cuối rồi đi về thôi. Bây giờ tụi mình đi về đây, bắt lại đi. Tuesday, thứ ba rơ. Hello, hey Lily mọi người, và hôm nay là thứ ba. Do là sắp phải kiểm tra để lấy điểm giữa kỳ, cô mình cho cái bài vẽ này nè mọi người. Vẽ lục lạp đúng khó luôn nên là mình phải ngồi vẽ miệt mài mấy tiết luôn á. Nhưng mà không sao, mình đã vẽ được hai cái dễ nhất rồi, còn một cái nữa thôi. Bây giờ vẽ tiếp của mình nha. One eternity later. Ta-da, và đây là thành quả của mình sau mấy tiết ngồi vẽ, mọi người thấy ok không? Em tôi có đem sticker. Nhỏ này nó đòi đi từ tuần trước, sau ngày nay mới đem được. Hôm nay đem xong nó ngồi nó nhín xong rồi, nhỏ nó ngồi nó lửa nó đếm. Mình đang kiểm tra nên không quay. Tụi tôi mới thi văn xong và bây giờ tôi sẽ tổng kết nha. Mẹ ơi, mẹ có làm được không? Đúng không? Hồi đó thì tuyển sinh làm 20 phút thì làm được, nhưng mà giờ làm 60 phút thì không kịp. Đi ăn thôi, mình đói quá. Hôm nay thì mình ăn xúc xích trái tỏi và ăn xong mình đi ngủ đây. Pi pi mọi người. 2 hours later. Hello mọi người, và mình mới ngủ dậy. Hôm nay nhìn buổi chiều có vẻ tươi tắn dễ he. Bây giờ mình mới vô tiết và bây giờ đây là tiết ngữ văn. Hồi trưa mình ngồi nghịch nghịch tháo cái trọng kính ra, xong bây giờ mình thấy nó xấu quá nên là mình sẽ ngồi lắp lại nhiên. Xong cái bên trái này nè. Giờ là xong cả hai bên luôn. Mọi người thấy mình đeo có cái đèn hay là không có cái đèn hợp không? Cho xin feedback coi. Oh no, mình xàm vậy đủ rồi. Bây giờ mình sẽ học hành đàng hoàng đây. A few moments later. Sau một hồi mệt mỏi thì tụi mình được nghỉ giải lao. Bây giờ tụi mình đây là mấy trò xàm xí đúng các thiêu các kiểu các kiểu. Đi một bàn cùng chúng mình nha. Giờ tụi tôi sẽ xuống canteen mua đồ ăn. Ăn xiên bẩn. Em Phương bao tôi. Vì là tuần kiểm tra nên là tụi mình tự chữa lành hơi nhiều. Mời mọi người ăn cùng mình nha. Lần đầu tiên sắp trượt thể dục. Thể dục kêu là phải tung hai mặt mỗi mặt 10 cái, rất là khó luôn á mọi người, nên là tôi tập hoài không có được luôn. Thứ tư, tư, tứ, từ tư. Hello mọi người, đã đến với thứ tư và hôm nay tụi mình học nửa buổi. Hai tiết đầu tiên là hai tiết toán nên là mình ngồi học toán nè, mọi người học cùng mình nha. Ngồi tám chờ đợi ba tiết anh. Dây và bạn mình qua lớp mình chơi nè. Tôi đang làm toán. Tôi cũng đang làm toán. Sắp thi giữa kỳ toán nên đứa nào cũng ngồi ôn miệt mài toán hết trơn. Do là nay học nửa buổi nên là có nhiêu đây thôi. Giờ tụi mình đi về đây, bye bye. Thứ 5, 5, 5, 5, 5. Anh Nhon, và chào mừng mọi người đã đến với thứ 3. Ấy lộn, thứ 5.
Mới sáng còn hơi sớm, mong mọi người thông cảm. Và tiết đầu tiên của ngày hôm nay đó là tiết Anh văn bản ngữ, là học chung với người nước ngoài á mọi người. Thi xong thể dục rồi giờ chill. Tụi tôi thi xong thể dục rồi nên là được ngồi chơi này, mọi người rất là chill luôn. Mọi người ngắm trường tự nhiên hoặc là không thấy gì hết. Đi ăn thôi, mình đói quá. Hello hello, và hôm nay tôi ăn món sườn với cả là canh bí đỏ rất là ngon. Hôm nay tôi còn quay time lapse nữa nè, mọi người thưởng thức cùng tự nhiên. A few moments later. Vì là mới ngủ dậy những cái màu phương nó hơi lạ lạ kỳ kỳ nên tôi đeo khẩu trang. Quà Halloween. Hôm nay đi có một câu lạc bộ với bảnh nữa. Hello, tụi tôi đang xuống phòng tin để học tin học. Và học tin gọi là một cái môn nhàn nhất đối với tôi luôn. Bọn anh kinh tế, bọn anh chơi kinh tế. Hôm nay tụi tôi học về bài quản lý chi tiêu hợp lý. Chocola hay là mày ăn hơn? A few moments later. Later. Đi về thôi. Yay, vì là tiết cuối trong tuần nên là tụi tôi dọn đồ về lẹ lắm. Hôm nay là tiết cuối bởi vì là thứ sáu tụi tôi đi thi toán rồi nên là không có còn đi học. Vì là đã hết một tuần rồi. Cảm ơn mọi người đã coi hết vlog của tôi. Bye bye.